quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn 7 thôn với trên 400 hộ dân chưa có nguồn điện lưới để sử dụng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho đời sống, sản xuất và sinh hoạt của họ, mà còn dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, vận hành nguồn điện. Vừa qua, sau khi có ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công Thương, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cho Công ty Điện lực Lâm Đồng triển khai thực hiện việc cấp điện cho 7 thôn chưa có điện. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành, đảm bảo việc cấp điện cho những thôn này trước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Những chiếc máy nổ tự chế được chạy bằng dầu diesel hay những tấm pin năng lượng mặt trời này là những thiết bị khá phổ biến được các hộ dân tại thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên dùng để tạo ra nguồn điện phục vụ đời sống, sản xuất và sinh hoạt. Theo những người dân ở đây thì chi phí lắp đặt một hệ thống điện tự chế này phải mất từ 5 đến 8 triệu đồng. Đây là số tiền không phải nhỏ đối với các hộ gia đình trong thôn. Mua máy nổ cũng là 6 triệu, đủ dùng nhưng mà hơi hao dầu. Một hao dầu này nhớt này, các thứ hư hỏng này kia là rất phức tạp. Cách trung tâm thị trấn Cát Tiên hơn 40 km. Thôn 3 và thôn 4 xã Phước Cát 2 hiện có trên 70 hộ dân. Trong đó 100% người dân là dân tộc Chôm Hạ, đời sống còn nhiều khó khăn. Giao thông đi lại hiểm trở là vậy, nên đến nay việc cung cấp nguồn điện cho khu vực này gần như chưa thể thực hiện được. Điện cũng chập chờn, nếu xài 2-3 nhà thì lại yếu, mở TV không nổi. Còn xài mở nhẹ thì có khi sạc điện thoại cũng cháy, nó chập chờn, không được ổn định. Cũng như nhiều hộ gia đình tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, gia đình vợ chồng anh Triệu Văn Thiệu và chị Hà Thị Phượng, dân tộc Nùng, ở thôn Hàng Trụ, phải chật vật lắm mới tích góp đủ 6 triệu đồng để đóng góp cùng các hộ dân khác kéo đường dây điện dài hàng chục km từ trung tâm xã về sử dụng. Tuy nhiên thay vì có quá nhiều hộ sử dụng nên nguồn điện này rất yếu. Vào những thời gian cao điểm, việc xem TV gần như không thể. Mà ban đêm ăn cơm thì không thắp sáng được thì có đèn dầu. Từ phải 9 giờ đêm thì mới 9 giờ hơn thì mới có thắp sáng được. Thì lúc đấy bà con thì ngủ rồi, không có ngồi xem được TV đâu. Không có điện là khổ lắm. Trẻ con là học hành là cái gì cũng thắp đèn dầu, cứ phải ngồi ngó xuống cái đèn thì mới xem cái thấy cái chữ nhưng mà viết nó cái chữ không thẳng được. Lâm Đồng hiện còn 7 thôn với trên 400 hộ chưa có nguồn điện lưới để sử dụng. Trong đó Cát Tiên có 2 thôn, Lâm Hà có 3 thôn và 2 thôn còn lại ở huyện Bảo Lâm. Nguồn điện là một phần thiết yếu đối với cuộc sống mỗi gia đình. Không có điện lưới, phần lớn nguồn điện chính hiện nay được người dân tại các thôn chưa có điện sử dụng chủ yếu từ hệ thống máy nổ hay từ các tua bin được lắp đặt tại các con suối hoặc hệ thống pin năng lượng mặt trời. Thậm chí có những hộ không có điều kiện, họ đang phải dùng những chiếc bình ắc quy. Điện chập chờn không ổn định, nguy cơ mất an toàn do chập điện luôn rình rập. Trên địa bàn hiện nay thì chúng tôi là còn 3 thôn chưa có điện. Thì vừa qua được sự đồng ý của Bộ Công Thương, của Công ty Điện Lâm Đồng, tức là về việc phê duyệt cái dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, thì với số vốn là 8,9 tỷ đồng, thì sẽ cấp điện nốt cho 3 cái thôn của huyện Lâm Hà. Khi mà nguồn điện mà của quốc gia mà sẽ kéo về để phục vụ cho bà con, nâng cao cái mức sống của người dân trong cái địa phương của huyện Lâm Hà. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công Thương, vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cho Công ty Điện lực Lâm Đồng, thực hiện việc cấp điện cho 7 thôn chưa có điện. Những khó khăn của người dân do thiếu nguồn điện tại các thôn này sẽ sớm được giải quyết. Trong cái thời gian qua, thì Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư nhiều cái dự án để cấp điện cho tỉnh Lâm Đồng. Thì đến nay là toàn tỉnh chúng ta có được 99,39% số hộ có điện. Tuy nhiên cũng rất nhiều cái vùng sâu, vùng xa, và các thôn buôn ở xa thì chưa có điện. Thì vừa qua thì chính phủ có cái dự án là cấp điện cho nông thôn miền núi và hải đảo, gọi tắt là dự án 2081. Thì nhưng mà đến nay thì cái dự án này cũng chưa được cấp vốn. Trước cái tình trạng đó thì và như theo cái nhu cầu của nhân dân, thì vừa qua là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã thống nhất đề nghị Bộ Công Thương xin tách các thôn buôn mà chưa có điện ra khỏi cái dự án 2081. Và kết quả đã được Bộ Công Thương chấp thuận. Và vừa qua thì về phía Điện lực miền Nam thì Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã cấp vốn cho Công ty Điện lực Lâm Đồng triển khai để giải quyết cấp điện cho 7 cái thôn mà chưa có điện. Và khi mà
7 cái thôn này có điện thì cái tỷ lệ số hộ có điện của tỉnh chúng ta sẽ được tăng lên, và còn các khu vực khác thì tiếp tục ngành điện cũng sẽ xin ứng vốn để mà đầu tư cho những năm tiếp theo. Theo đó, các thôn chưa có điện gồm thôn R Hang Trụ, thôn Phúc Cát xã Phúc Thọ, thôn Phúc Thạch xã Liên Hà huyện Lâm Hà, thôn Nao Quang xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm, thôn Vĩnh Ninh, thôn 3 và thôn 4 xã Phước Cát Hai huyện Cát Tiên. Tổng nguồn vốn dự kiến đã thực hiện trên 28,6 tỷ, thời gian thực hiện quý 4 năm 2017 và quý 1 năm 2018. Từ nay đến ngày 20 tháng 10 2017 sẽ thực hiện kế hoạch chuẩn bị đầu tư. Thời gian khởi công thực hiện trước ngày 3 tháng 11 2017. Thời gian đóng điện nghiệm thu công trình trước ngày 15 tháng 2 2018 và hoàn tất việc thi công đóng điện cấp điện chính thức cho 7 thôn chưa có điện của tỉnh Lâm Đồng trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.